Ăn trứng vịt lộn có tăng cân không là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người, bao gồm người muốn tăng cân lẫn người muốn giảm cân nhưng yêu thích ăn trứng vịt lộn. Trên thực tế, trứng vịt lộn là món ăn bổ dưỡng được rất nhiều người yêu thích. Một quả trứng vịt lộn chứa bao nhiêu calo? Trứng vịt lộn là một món ăn hấp dẫn, giàu dinh dưỡng. Thường được dùng để bồi bổ sức khỏe cho bà bầu, người gầy muốn tăng cân, người hoạt động nhiều cần bổ sung năng lượng và dinh dưỡng. Vậy một quả trứng vịt lộn có bao nhiêu calo? Trong bảng tính calo của các loại thức ăn, một quả trứng vịt lộn sẽ chứa khoảng 180 calo. Đây là con số tương đối cao, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể rất tốt. 2. Ăn trứng vịt lộn có tăng cân không? Có béo không? Như đã trình bày ở trên, trứng vịt lộn có hàm lượng calo khá cao. Bên cạnh đó, thành phần của trứng vịt lộn còn chứa chất béo và chất đạm tương đối nhiều. Trung bình một quả trứng vịt lộn chứa khoảng 180 calo và 12.4 gram chất béo, 13.6 gram protein, 82 mg canxi, 212 gram phospho, 600 mg cholesterol cùng các vitamin nhóm A, B, C, sắt với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào như vậy. Ăn trứng vịt lộn chắc chắn sẽ khiến bạn tăng cân, béo lên dễ dàng. Đối với người đang muốn tăng cân thì trứng vịt lộn là thực phẩm rất hữu hiệu giúp bạn cải thiện cân nặng. 3. Cách ăn trứng vịt lộn đúng không lo bị tăng cân. Đa số các nhận định nghiên cứu khoa học đều chứng minh ăn trứng vịt lộn giúp tăng cân rất nhanh. Vậy những người muốn giảm cân, duy trì vóc dáng có được ăn trứng vịt lộn hay không? Họ nên ăn trứng vịt lộn như thế nào để không bị tăng cân? Không bị mập, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ, để không sợ bị tăng cân thì bạn cần áp dụng cách ăn trứng vịt lộn giảm cân đúng cách như sau. 3.1. Thời điểm ăn trứng vịt lộn. Lựa chọn thời điểm ăn trứng thích hợp sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả mà không lo bị tăng cân. Dư thừa calo, theo đó, buổi sáng rất phù hợp để bạn ăn trứng vịt lộn bởi lúc này cơ thể đang thiếu hụt năng lượng calo sau một giấc ngủ dài vào ban đêm. Hơn nữa, ăn trứng vịt lộn buổi sáng sẽ giúp cơ thể có đủ thời gian để hấp thụ thức ăn. Việc bổ sung một quả trứng vịt lộn cùng một bát cháo hay bát mì sẽ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể đủ năng lượng để hoạt động hết công suất trong một ngày dài. Với món trứng vịt lộn này, bạn không nên ăn vào buổi tối sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, gây đầy bụng, khó tiêu. Hơn nữa, trứng vịt lộn chứa nhiều calo sẽ dễ bị tích trữ thành mỡ thừa nếu ăn vào buổi tối. 3.2. Số lượng trứng. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo trung bình một người trưởng thành nên ăn tối đa 2 quả trứng vịt lộn mỗi tuần. Nếu ăn quá nhiều trứng vịt lộn sẽ khiến cơ thể nạp quá nhiều vitamin A, dễ gây ra tình trạng tích lũy dưới da, gan, gây ra một số bệnh về da. 3.3. Độ tuổi ăn. Trứng vịt lộn là món ăn bổ dưỡng nhưng không phải vì thế mà chúng ta lạm dụng nó. Ở mỗi độ tuổi tương ứng chúng ta cần ăn trứng vịt lộn với hàm lượng vừa đủ nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Số liệu của các chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng cho biết mỗi độ tuổi nên ăn trứng vịt lộn như sau. Trẻ em dưới 5 tuổi không nên ăn trứng vịt lộn. Trẻ em từ 5 tháng 12 tuổi ăn một quả tuần, mỗi lần chỉ ăn 1/2 quả. Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn ăn 2 quả tuần, không ăn quá 15 ngày một tháng. Người trung niên, người già tùy vào tình trạng bệnh lý, sức khỏe mà sử dụng lượng trứng phù hợp. 4. Đối tượng nào không nên ăn trứng vịt lộn? Do trứng vịt lộn có hàm lượng chất béo và calo cao nên một số đối tượng sẽ không phù hợp để sử dụng món ăn này. Cụ thể, những người sau đây không nên ăn trứng vịt lộn: người bị bệnh thận. Những người bị bệnh thận không nên ăn trứng vịt lộn do chức năng thận lúc này của họ đã giảm đi rất nhiều. Sử dụng món ăn này sẽ làm hàm lượng ure trong cơ thể tăng cao, khiến thận bị tổn thương hoặc bị nhiễm độc đường tiết niệu. Người mắc bệnh gan, chức năng hoạt động của gan bị giảm sút. Nếu ăn trứng vịt lộn sẽ khiến lượng đạm trong cơ thể tăng cao, làm gan phải hoạt động quá sức dẫn đến suy gan. Thêm nữa, ăn trứng vịt lộn còn khiến bạn bị chướng bụng, khó tiêu. Bệnh nhân gao, trong thành phần của trứng vịt lộn chứa nhiều chất đạm. Hàm lượng dinh dưỡng này thực sự không tốt cho người bị bệnh gao. Nó sẽ khiến lượng máu trong cơ thể tăng cao, rất nguy hiểm đến sức khỏe người bị sốt cao. Khi lượng protein của trứng vịt lộn đi vào cơ thể sẽ bị phân hủy, sinh ra nhiệt lượng cao hơn 30% so với bình thường. Người đang sốt ăn trứng vịt lộn sẽ làm cho thân nhiệt càng tăng cao, dễ gây chứng co giật, biến chứng lên não. Người bị huyết áp cao, chuyên gia bác sĩ cho rằng người bị huyết áp cao tuyệt đối tránh xa trứng vịt lộn. Khi ăn món ăn này, cơ thể sẽ nạp một lượng lớn chất đạm và cholesterol, khiến tình trạng cao huyết áp càng trở nên trầm trọng hơn. Người mẫn cảm với protein, nếu bạn là người mẫn cảm với protein thì không nên ăn trứng vịt lộn.
Nó sẽ khiến bạn bị đầy bụng, tiêu chảy, phát ban cùng một số triệu chứng dị ứng nguy hiểm khác. Thai phụ vừa sinh con, phụ nữ sau sinh sức đề kháng còn yếu, tiêu hóa kém không nên ăn trứng vịt lộn do có nhiều chất béo và chất đạm sẽ dễ gây tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Sản phụ chỉ nên ăn trứng sau khi sinh 1-2 ngày và không nên ăn quá 2 quả mỗi ngày. 5. Lưu ý khi ăn trứng vịt lộn không tăng cân, không gây hại sức khỏe. Bên cạnh việc áp dụng cách ăn trứng vịt lộn đúng cách để không tăng cân thì các chuyên gia khuyên rằng bạn cũng cần chú ý một số điều sau trong quá trình ăn nhằm đảm bảo không gây hại cho sức khỏe. Cụ thể gồm, bà bầu nên hạn chế ăn rau răm kèm trứng vịt lộn bởi thành phần của rau răm có tính hàn sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Khi ăn trứng vịt lộn không nên uống kèm sữa sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tuyệt đối không ăn kèm trứng vịt lộn với các loại thịt như ngỗng, thịt thỏ, cam, hồng, tỏi sẽ không tốt cho sức khỏe. Khi ăn trứng vịt lộn, bạn nên ăn kèm cùng rau răm và gừng để át vị tanh của trứng. Kết hợp tập luyện thể dục như chạy bộ, đạp xe, tập gym 20 đến 30 phút mỗi ngày để duy trì vóc dáng, hỗ trợ giảm cân. Toàn bộ bài viết trên đây của Oreni đã giúp bạn giải đáp thắc mắc ăn trứng vịt lộn có tăng cân không. Những kiến thức chia sẻ này đều được chọn lọc, tìm hiểu và tổng hợp kỹ càng từ các chuyên gia dinh dưỡng nên bạn đọc hoàn toàn yên tâm. Link mua phẩm các sản phẩm hỗ trợ giảm cân mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.